Máy Bình Minh xin chào bà con. Sau khi chúng tôi đăng video giới thiệu về con máy ép cám viên S250 của công ty chúng tôi sản xuất, rất nhiều bà con đã để lại ý kiến tốt. Và hôm nay có một vị khách hàng tận Thái Nguyên đã đến trực tiếp công ty để thử máy. Mời bà con cùng theo dõi video nhé. Hôm nay chúng tôi sẵn có ít vỏ lạc và một ít xương gà xay nhuyễn bởi con máy đùn thức ăn chăn nuôi 7,5K. Cũng tôi sẽ tận dụng làm nguyên liệu để ép cho ra cám viên chất lượng cao nhé. Nguyên liệu gồm có bột cám, ngô, vỏ lạc, đỗ tương, xương xay nhuyễn. Để xem con máy ép cám viên S250 này có làm cho vị khách hàng hài lòng không nhé. Được kéo tải bởi động cơ 7,5kW 3 pha 100% lõi đồng, vô cùng mạnh mẽ. Hoạt động với cơ chế hai quả lô lăn trên mặt sàng cho lực nghiền ép mạnh hơn và dễ dàng ép được các loại nguyên liệu, kể cả các loại nguyên liệu khó ép như cua, cá ốc. Bây giờ kỹ thuật sẽ cho nguyên liệu lên toa nạp để chuẩn bị ép cho vị khách hàng xem. Toa nạp của máy ép cám viên S250 được thiết kế dạng nằm ngang, giúp bà con có thể cho một lúc thật nhiều nguyên liệu lên rồi sau đó gạt xuống từ từ, rất tiện lợi đúng không ạ? Khi bà con sở hữu được con máy ép cám viên S250 này, bà con có thể tùy chọn được chất lượng viên cám bằng cách lựa chọn các loại nguyên liệu. Và bà con cũng có thể dùng những phụ phẩm nông nghiệp, nguyên liệu giá rẻ có sẵn tại địa phương, giúp bà con có thể tiết kiệm đến 40% chi phí thức ăn chăn nuôi. Bà con có thể nhìn thấy quả lô liên tục lăn trên mặt sàng tạo ra những viên cám chắc mịn và đẹp mắt. Với năng suất có thể đạt được là 400kg trên 1 giờ làm việc, đảm bảo đủ lượng thức ăn cho bà con chăn nuôi quy mô trang trại vừa và lớn. Thành phẩm ra là những viên cám vô cùng chất lượng, đầy đủ chất dinh dưỡng, không chứa chất bảo quản. Bà con có thể mang cho vật nuôi ăn ngay hoặc phơi khô dùng dần. Sau khi vị khách hàng xem xong quá trình chạy thử con máy ép cám viên công suất lớn này thì vị khách hàng hoàn toàn bị thuyết phục. Anh đã quyết định mua máy ngay tại xưởng. Giờ anh làm nốt thủ tục và để chuyển máy về gia đình. Vâng, cảm ơn anh tin tưởng và ủng hộ công ty chúng tôi. Tôi tin chắc việc sở hữu cho mình một con máy ép cám viên S250 là một quyết định vô cùng đúng đắn từ anh. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và chăn nuôi thành công. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã đến hồi kết thúc. Bà con còn có thắc mắc hay câu hỏi gì về con máy ép cám viên S250 thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Hoặc bà con muốn sở hữu ngay một dòng sản phẩm vô cùng hữu ích này thì hãy liên hệ đến số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ đến bà con sớm nhất có thể. Khi mua máy tại công ty chúng tôi, bà con sẽ nhận được những điều sau. Tất cả sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.